Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 3, Ban An toàn Giao thông tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Chủ trì hội nghị ông Lê Giang Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh An Giang. Năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 67 vụ làm chết 57 người, bị thương 16 người, so với cùng kỳ năm 2021 tăng 28 vụ, tăng 18 người chết và tăng 9 người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông, công an các đơn vị địa phương bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, vi phạm về phần đường, làng đường, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ toàn tỉnh đã phát hiện và lập biên bản vi phạm 20.589 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 21.880 trường hợp, tước giấy phép lái xe có thời hạn 3.5 59 trường hợp. Năm 2023, ban an toàn giao thông tỉnh phối hợp các cơ quan thành viên xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bám sát chủ đề Năm an toàn giao thông 2023, thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn đồng thời theo dõi, đồn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông, kịp thời đánh giá nguyên nhân tồn tại hạn chế, đề ra các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông. song song đó, công an tỉnh tập trung chỉ đạo lực lượng cảnh sát và công an các địa phương thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhất là dịp lễ hội giữa bà chúa xứ núi sam và lễ 30 tháng 4 sắp diễn ra đồng thời tổ chức ra soát các trường học sử dụng ô tô hợp đồng đưa đón học sinh không đủ điều kiện theo quy định để kịp thời nhắc nhở chấn chỉnh nhằm bảo đảm an toàn giao thông